Thiết kế nhà em quý, à, anh là kiến trúc sư Nguyễn Hiếu. À, trao đổi qua lại với em thì cũng chốt được phương án 2D. Đất nhà em hơi méo méo một chút, thì anh có căn theo bìa đỏ và điều chỉnh lại để những cái phần méo phía trước và phía sau sẽ được vuông công năng tầng 1 thì em cần một phòng kinh doanh phía trước, khu bếp và một phòng ngủ khép kín cho mẹ em. Vệ sinh thì em sẽ để ở gầm cầu thang. Lên tầng 2 thì sẽ có hai phòng ngủ, phòng thờ nhỏ phía trước. Lên tầng 3 thì sẽ có một sân thượng phía trước và sân phơi phía sau. Ừ, ok, giờ là phương án 3D. Phối cảnh mặt đứng thì em muốn anh làm theo phương án kiểu kiểu như này. À, anh có điều chỉnh lại một chút cho nó bớt chi tiết rầm rà. Làm khó quá đến khi mà mấy bác thợ cả đọc sai rồi thi công sai, à, bên này đổ lỗi cho bên kia. Ừ, như anh thiết kế thì một ít phần mảng tường nhô ra tạo điểm nhấn, bồn hoa và ít phào chỉ trên tầng 3. Ốp gạch inak màu ghi giống như phương án mà em gửi cho anh. Còn tầng 1 thì mình ốp gạch giả đá để cho sạch. À, thi thoảng mà em có rửa xe thì em xịt lên một tí là nhà lại như mới mặt bằng công năng tầng 1 à, phía trước là phòng khách tương đối rộng tiếp đến là khu cầu thang em muốn làm nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang thì tuy nhiên với thiết kế lệch tầng thì mình làm cầu thang à, 17 bậc như vậy thì khi đưa vệ sinh dưới gầm cầu thang cũng dùng được nhưng sẽ nhỏ và để dùng được vệ sinh dưới gầm cầu thang thì em phải đẩy xí bệt ra giữa ô thang thì như vậy khoảng thoáng đầu tầm 1,9 m mới dùng được. Tuy nhiên khi đó thì xí bệt lại cách tường có 1,5 m và chiều rộng thì cũng chỉ được có 1 m thôi. Vì vậy anh đưa ra phương án đưa vệ sinh về vị trí cạnh với vệ sinh của phòng ngủ phía sau. Mình sẽ chia đều hai vệ sinh, mỗi vệ sinh có diện tích là 1,5 m nhân 1,5 m. Lavabo góc và có vòi sen tích hợp với lavabo Về tiêu chuẩn thiết kế thì theo như sách dữ liệu kiến trúc sư anh có chụp lại đây Thì vệ sinh tối thiểu tầm 1,2m x 1,4m là có xí và có lavabo rồi Và nếu mà theo như phương án anh vẽ đây thì trong khu bếp cũng sẽ thoáng hơn à, Còn phòng ngủ phía sau có cửa sổ nhìn ra giếng trời Và diện tích cũng đủ rộng Lên lệch tầng phía trên thì phía sau là phòng ngủ của vợ chồng em có vệ sinh khép kín, khoảng giếng trời lấy sáng cho phòng ngủ. Ngay phía trên phòng ngủ sẽ là sân phơi tiếp cận với, khoảng không lấy sáng. Như vậy phòng ngủ phía dưới này lấy sáng rất hiệu quả. Còn mặt trước là lệch tầng 2, đi 9 bậc, vệ sinh chung, một phòng ngủ nhỏ và phía ngoài cùng là phòng thờ. Lệch tầng tranh 9 bậc nên là ngồi từ phòng sinh hoạt chung sẽ quan sát dưới tầng 1. À, tương đối tốt Lên tầng 3 thì phía sau sẽ là một phòng ngủ à, Theo anh thấy thì đây sẽ là phòng ngủ có diện tích uh, rộng nhất Tuy nhiên thì phòng ngủ này lại không có vệ sinh khép kín à, Lịch tầng phía trước sẽ lên 5 bậc à, Giếng trời như anh làm thì sẽ tối ưu được ánh sáng xuống dưới tầng 1 à, Nếu mà em thấy nắng quá thì em có thể thêm hoa sắt Và thêm những họa tiết trang trí cho hoa sắt Mặt cắt qua công trình vì thiết kế lịch tầng và cầu thang thì anh cũng làm hơi đặc biệt một chút nên em chịu khó xem kỹ phần này còn anh sẽ có bản vẽ chi tiết trong hồ sơ thi công trên đây là phương án thiết kế nhà quý à, anh cũng mất rất nhiều công sức và em cũng vậy để có thể chốt được phương án à, tuy nhiên thì à, hy vọng là em sẽ triển khai tiếp hồ sơ thi công chúc em và gia đình sức khỏe và bây giờ thì đúng là sức khỏe là quan trọng nhất À, cảm ơn anh chị em đang xem kênh youtube kts nguyễn hiếu và nếu thấy mình có duyên thì kích vào nút đăng ký kênh để lần sau mình sẽ còn gặp lại xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới